Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin ngày 6 tháng 11 sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Tin nóng, Trung Quốc bắt cựu sếp công an vì hối lộ, đổ chát lấy từng tiền. Trong khi đó, đối với hòn đảo bên kia eo biển, Trung Quốc dọa truy cứu hình sự, trừng phạt quan chức Đài Loan cứng đầu. Mặt khác, phái đoàn châu Âu cho rằng có biện pháp sẽ xoa dịu xung đột eo biển Đài Loan, đó là gì? Liên quan đến tình hình khủng hoảng ở Triều Tiên, theo đài BBC, các trường hợp chết vì đó được báo cáo liên tục ở quốc gia Đông Á. Có phải Triều Tiên sắp mở cửa biên giới lần đầu trong gần 2 năm? Một số tin nóng khác, nhà ngoại giao chết bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Đức là mật vụ Nga. Hơn 140 người Afghanistan chen chúc trên một chiếc xe tải cố vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ. Sương mù ô nhiễm nhấn chìm thủ đô Trung Quốc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến chiến dịch đã hổ diệt ruồi lừng danh của chính quyền Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tờ South China Morning Post ngày 5 tháng 11 đưa tin, Trung Quốc chính thức bắt cựu Thứ trưởng Công an Tôn Lực Quân với cáo buộc có hành vi tham nhũng, đổ chát quyền lực lấy từng tiền. Đây được xem là một trong những cuộc điều tra tham nhũng cấp cao nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Ông Tôn, 52 tuổi, được bổ nhiệm làm lãnh đạo Cục 1 của Bộ Công an Trung Quốc, chuyên phụ trách an ninh quốc nội và các đặc khu Hồng Kông cùng Macau. Ông cũng từng là trợ lý riêng của cựu Thứ trưởng Công an Mạch Hoành Vĩ, cựu Giám đốc Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Ông Mạnh bị tuyên án 13 năm tù vì tội tham nhũng hồi tháng 1 năm 2020. Theo tờ Nhật báo Hồng Kông, cuộc điều tra nhắm vào ông Tôn kéo dài 17 tháng, lâu hơn đáng kể so với các vụ tham nhũng khác là 9 tháng. Điều này cho thấy mức độ phức tạp của vụ án gây chấn động Trung Quốc này. Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc CCDI, để đạt được các mục đích chính trị, ông Tôn Lực Quân dùng mọi cách thành lập các băng đảng bè phái, chiếm quyền kiểm soát các bộ phận an ninh quan trọng, gây nguy hiểm cho an ninh chính trị đảng. Trong thời gian dài, ông Tôn có lối sống suy đồi, nhận những khoản hối lộ khổng lồ và những món quà đắt tiền. Ông ta là một kẻ vô đạo đức, chuyên đánh đổi quyền lực lấy tiền bạc và tình dục, CCDI cho biết thêm. Theo thời báo Hoàn Cầu, hơn 1 triệu quan chức đã bị trừng phạt trong chiến dịch đã hổ diệt ruồi từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2013. Trong đó có hàng trăm quan chức từ cấp thứ trưởng trở lên, tướng lĩnh quân đội và giám đốc các công ty nhà nước. Vào tháng 9 vừa qua, cựu chủ tịch công ty rượu Mao Đài đã bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ hơn 17 triệu đô la. Liên quan đến vấn đề khác cũng là trọng yếu của chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 11 thông báo rằng họ đã lập một danh sách đen gồm những người ly khai Đài Loan cứng đầu và đe dọa sẽ trừng phạt những cá nhân này. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc đại lục, bà Chu Phượng Liên nói rằng Trung Quốc sẽ trừng phạt những người ly khai theo quy định của pháp luật. Trong đó, bà liệt kê một số cái tên đáng chú ý là quan chức Đài Loan, bao gồm Viện trưởng Hành pháp Tô Trinh Sương, Viện trưởng Lập pháp viện Du Tích Khôn và lãnh đạo cơ quan đối ngoại Ngô Chiêu Tiếp. Đây là những người xúi dục các cuộc đối đầu xuyên eo biển, tấn công ác ý và vu khống Trung Quốc đại lục, cấu kết với các thế lực bên ngoài phá hoại nghiêm trọng hòa bình eo biển Đài Loan, trang tin Taiwan News trích dẫn lời bà Chu cho biết. Theo quan chức Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ cấm những chính trị gia trên và gia đình của họ nhập cảnh vào Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Các bên liên quan những người này cũng sẽ bị hạn chế hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc. Theo bà Chu, việc truy cứu hình sự đối với những người đòi độc lập Đài Loan sẽ có hiệu lực suốt đời. Giữa lúc đó, phái đoàn đầu tiên của Nghị viện Liên minh châu Âu-EU tiếp tục có những buổi hội nghị với giới chức Đài Bắc. Các chính trị gia cho biết, việc Đài Loan hội nhập với quốc tế sẽ xoa dịu xung đột tiềm tàng với Trung Quốc. The more you interact with Taiwan, the further you get from a war. Tương tác với Đài Loan càng nhiều, chúng ta sẽ gửi tín hiệu rằng việc thay đổi hiện trạng của nền dân chủ Đài Loan sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Vì vậy, sự cô lập sẽ thúc đẩy xung đột. Ngược lại, việc đưa Đài Loan tham gia vào các cuộc thảo luận đang xoa dịu những lo ngại sâu sắc về an ninh eo biển. Ông Raphael Glucksmann, thành viên người Pháp của Nghị viện châu Âu, phát biểu trong một hội nghị ngày 5 tháng 11. Chuyến thăm của các nhà lập pháp EU diễn ra sau khi lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp có chuyến công du hiếm hoi tới châu Âu vào tháng trước. Động thái khiến Bắc Kinh tức giận, cảnh báo các nước châu Âu không nên phá hoại quan hệ với Trung Quốc. Đài Loan được Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai và không loại trừ khả năng thống nhất bằng vũ lực.
hòn đảo không có quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ quốc gia châu Âu nào, ngoại trừ Vatican. Lo sợ bị Bắc Kinh trả đũa, hầu hết các quốc gia không muốn tiếp các lãnh đạo cấp cao của Đài Loan. Tháng trước, Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết không ràng buộc về việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Đài Loan, với các bước như xem xét một thỏa thuận đầu tư. Trong một diễn biến khác, ngày càng có nhiều cảnh báo về nạn đói ở Triều Tiên được lan truyền rộng rãi. Những người đào tẩu đến Hàn Quốc kể với hãng tin BBC rằng gia đình của họ đang phải nhịn đói ở miền Bắc. Nỗi lo càng nhân lên khi mùa đông khắc nghiệt đến gần, những người khốn khổ sẽ chết dần chết mòn vì thiếu ăn. Các vấn đề như trẻ em lang thang cơ nhỡ hay chết vì đói đang được báo cáo liên tục. Theo Lee Sung-yong, tổng biên tập trang tin Daily NK, dẫn nguồn tin từ Triều Tiên cho hay, việc tiếp cận thông tin từ Triều Tiên ngày càng khó khăn. Bình Nhưỡng đã đóng cửa biên giới từ tháng 1 năm ngoái để ngăn đà lây lan của dịch bệnh. Ngay cả việc gửi tin nhắn đến gia đình và bạn bè, những người đã trốn thoát sang Hàn Quốc cũng gặp rủi ro rất lớn. Bất kỳ ai bị bắt sử dụng điện thoại trái phép đều có thể bị tống vào trại lao động, theo BBC. Đài truyền hình Anh cho biết Triều Tiên từ lâu đã phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và đại dịch là yếu tố khiến cho tình hình trở nên trầm trọng hơn. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un so sánh tình hình hiện tại với thảm họa kinh khủng nhất của đất nước, nạn đói những năm 90, khiến hàng trăm ngàn người mất mạng. Theo BBC, dù tình hình hiện tại chưa bi đát như vậy, nhưng vụ mùa năm nay rất quan trọng. Hàng chục nghìn người, bao gồm cả quân đội, được cắt cử đến các cánh đồng để thu gom lúa và ngô. Gần đây, ông Kim còn đưa ra một giải pháp táo bạo để bổ sung nguồn thức ăn cho người dân, kêu gọi ăn thịt thiên nga đen, vốn được nuôi để làm cảnh. Theo đó, Triều Tiên đang mở các cơ sở chăn nuôi và giết mổ thiên nga đen, cho rằng loài gia cầm này ngon miệng, bổ dưỡng và giàu protein. Thịt thiên nga đen rất ngon và giúp bồi bổ sức khỏe, trích bài viết của báo nhà nước Rodong Simun phát hành hôm thứ Hai ngày 25 tháng 10. Triều Tiên thừa nhận đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Ngoài ra, việc thiếu thuốc men và các nguồn cung cấp thiết yếu đã khiến bệnh truyền nhiễm lây lan mạnh mẽ hơn, điển hình như sốt thương hàn, theo cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết. Giữa lúc đó, nhen nhóm một số hy vọng từ bên kia biên giới, có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền bí ẩn của ông Kim Jong-un chuẩn bị mở cửa biên giới với Trung Quốc. Theo hãng tin Al Jazeera, cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần qua hé lộ rằng Triều Tiên đang đàm phán với Trung Quốc và Nga để nối lại các tuyến đường xuyên biên giới quan trọng vào đầu tháng này. Hai nước này cũng đang tái nỗ lực thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên và cũng là huyết mạch kinh tế của đất nước này. Bởi về cơ bản, Triều Tiên không nhập khẩu hàng hóa từ nơi khác. Trước khi Liên Hợp Quốc đưa ra các lệnh trừng phạt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vào năm 2016 và 2017, Bắc Kinh chiếm hơn 90% hoạt động ngoại thương của Bình Nhưỡng. Nhưng theo BBC, không rõ sẽ cần bao nhiêu chuyến hàng thương mại và viện trợ để khôi phục lại nền kinh tế vốn bị tàn phá nặng nề bởi đại dịch. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, GDP của Triều Tiên đã giảm 4,5% trong năm 2020. Đây là mức giảm tệ nhất kể từ năm 1997 và đảo ngược mức tăng trưởng là 0,4% vào năm 2019. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan an ninh Đức ngày 5 tháng 11 cho hay, người đàn ông được phát hiện nằm chết bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Berlin tháng trước là một điệp viên tình báo Nga. Cụ thể, vào hôm 19 tháng 10, cảnh sát Berlin tiếp nhận thi thể người đàn ông 35 tuổi trên vỉa hè bên ngoài khu phức hợp Đại sứ quán Nga, được cho là tử vong do ngã từ trên cao. Các nguồn tin an ninh nói với tờ The Spiegel rằng không rõ nhà ngoại giao đã ngã xuống như thế nào và nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ta. Đại sứ quán Nga tại Đức sau đó xác nhận người này là một nhân viên sứ quán thiệt mạng trong một tai nạn thảm khốc, song từ chối bình luận vì lý do đạo đức. Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết chính phủ Đức đã được thông báo về vụ việc nhưng cũng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo The Spiegel, nhân viên ngoại giao này là một điệp viên chìm của cơ quan tình báo FSB của Nga. Hiện giới chức ở Moscow chưa bình luận về thông tin trên. Vào ngày 4 tháng 11, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm giữ một nhóm hơn 140 người di cư trái phép người Afghanistan tại thành phố Bislik, miền đông nước này. Những người này bị nhồi nhét trên một chiếc xe tải với điều kiện vô nhân đạo. Một người đàn ông khác đã bị bắt giữ với cáo buộc buôn lậu người, theo hãng tin Reuters. Chính quyền địa phương cho biết những người di cư sau đó đã được đưa đến trung tâm hồi hương ở Tịnh Phan, gần biên giới với Iran. Kể từ sau khi Taliban lên nắm quyền ở thủ đô Kabul, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh biên giới để tránh dòng người tị nạn ồ ạt từ Afghanistan. Một bức tường bê tông đang được xây dựng trên biên giới dài 295 km của Thổ Nhĩ Kỳ với Iran như một phần trong nỗ lực ngăn chặn những vụ vượt biên trái phép.
Được biết, hơn 4 triệu người, phần lớn đến từ Syria, đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia Trung Đông này cũng là nơi tiếp nhận người tị nạn nhiều nhất thế giới. Liên quan một số thông tin về môi trường tại Trung Quốc, ô nhiễm không khí ở thủ đô Bắc Kinh và các thành phố lân cận bất ngờ trở nên trầm trọng. Tầm nhìn ngày 5 tháng 11 chưa đến 200 mét, còn đỉnh của các tòa nhà cao tầng dường như biến mất trong mây mù. Trước đó vào ngày 4 tháng 11, Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo ô nhiễm nặng đầu tiên cho mùa thu và mùa đông, yêu cầu đình chỉ một số hoạt động xây dựng ngoài trời, hoạt động của nhà máy và các hoạt động ngoài trời của trường học. Một số đường cao tốc cũng phải đóng cửa, theo hãng tin Reuters đưa tin. Tuy nhiên, nhiều người ở Bắc Kinh vẫn không tin rằng hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 Glasgow sẽ thay đổi tình trạng này. Một người họ Li nói với Reuters: "Tôi đã thấy trên tin tức rằng có cuộc họp này hoặc cuộc họp kia về vấn đề khí hậu, nhưng tôi nghĩ chúng cũng không tạo ra sự khác biệt đáng kể." Một người khác lại cho rằng việc ô nhiễm đã quá quen thuộc và không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi đã ở Bắc Kinh rất nhiều năm, tôi đã quen với không khí ô nhiễm này rồi, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc, đợt sương mù ô nhiễm mới là do điều kiện thời tiết không thuận lợi và cho biết tình trạng ô nhiễm sẽ kéo dài đến hôm nay, ngày 6 tháng 11. Trước đó, hồi tháng 10, Bộ Môi trường Trung Quốc đặt mục tiêu trong mùa đông này sẽ cắt giảm nồng độ bụi mịn PM2.5 xuống trung bình 4% so với cùng kỳ năm ngoái tại các thành phố chính. Quan chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc hôm 5 tháng 11 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự của Sudan kiềm chế sau cuộc đảo chính vào tuần trước. Trong phiên họp khẩn về tình hình Sudan tại Hội đồng Nhân quyền ở Geneva, Cao ủy Nhân quyền Michelle Bachelet mô tả cuộc đảo chính ngày 25 tháng 10 là đáng lo ngại sâu sắc. Bà kêu gọi chấm dứt việc sử dụng bạo lực của các lực lượng vũ trang sau khi có báo cáo ít nhất 13 dân thường đã thiệt mạng. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự của Sudan và những người ủng hộ họ phải kiềm chế để đất nước quay trở lại con đường tiến bộ theo hướng cải cách thể chế và luật pháp, bà nói tại Đại hội đồng. Bà Gillette cho biết việc thả các chính trị gia, nhà báo và những người biểu tình là điều cần thiết cho một cuộc đối thoại toàn diện và nhanh chóng trở lại chế độ dân sự. Như truyền thông đưa tin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan, tướng Adel Fattah Burhan, người nắm quyền điều hành sau cuộc đảo chính quân sự ở nước này, đã ra quyết định trả tự do cho 4 bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Abdallah Hamdok bị bắt giữ hôm 25 tháng 10. Trước đó, các lực lượng quân sự Sudan bất ngờ bắt giữ Thủ tướng Hamdok cùng các thành viên khác trong chính phủ nước này trong cuộc đảo chính ngày 25 tháng 10. Tiếp đó, tướng Adel đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời thông báo giải tán hội đồng này cùng chính phủ chuyển tiếp ở Sudan. Mới đây, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Sudan Volker Perthes cho biết các nỗ lực hòa giải ở Sudan và nước ngoài đang được tiến hành để tìm ra một giải pháp khả thi cho nước này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!